Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay, em muốn gửi tới mọi người một bộ sản phẩm rất là thông dụng và rất hot trên thị trường. Điều hòa, đó chính là bộ điều hòa chế độ cho xe Kia từ K165, K190, K2700 với những sản phẩm cao cấp. Hôm nay em xin giới thiệu tới anh em từng chi tiết một. Với cái bộ sản phẩm này thì anh em nhìn sơ qua có thể thấy là nó không thiếu một chi tiết gì cả. Anh em về là chỉ việc lắp ráp lên, lạp ga là ok. Trước tiên, đây là dàn nóng. Dàn nóng chế độ trong bộ này em gửi tới anh em trong video này là sản phẩm của hãng HBS. Hãng HBS là một hãng nổi tiếng và một hãng lớn tại Trung Quốc với những dòng sản phẩm dàn nóng, dàn lạnh. Tiếp đến là quạt dàn nóng tản nhiệt của nó là loại cánh đẩy, giúp bảo vệ dàn nóng hoạt động tốt, hiệu suất điều hòa đạt được tối ưu với công suất 120 kW. Em xin lỗi, 120W. Và đây là cánh đẩy. Đây là dàn lạnh van dâu và van tiết lưu trong bộ sản phẩm mà bên em sẽ giới thiệu cho anh em. Đó chính là sản phẩm của Fuji Cookie Thái Lan. Lốc điều hòa để em gửi tới anh em là hàng Sten, LS hoặc Singapore, sẽ tùy vào sự lựa chọn của anh em. Đây là em đang giới thiệu sơ qua mô hình để anh em biết là cái bộ đấy nó sẽ gồm những gì. Và cái tuyô mà bên em đi sẵn cho anh em về chỉ việc ép cũng là tuyô cao cấp của hãng Galaxy. Đây. Công nghệ của Mỹ. Đây. Với cái tuyô này thì bên em đã bán ra thị trường và hiện tại gara bên em sử dụng nhiều năm qua, chất lượng khá là tốt. Đây, tất cả các đầu co đã được ép sẵn, anh em về chỉ việc lắp ráp lên là sử dụng. Dây cu loa để dẫn tải và đai điều hòa là dạng dây trơn. Đây, cũng là dây xịn luôn. Phin lọc ga là dòng thông dụng. Đây, của Trung Quê. Đây cũng đây là cái mắt soi ga. Và chúng ta vặn cái này ra, bắt van áp suất vào. Tiếp đến là cái chi tiết nữa là công tắc AC không thể thiếu. Với cái bu li tăng khi bên em sắp cho anh em cái bộ sản phẩm cao cấp này sẽ là bu li trắng. Đây, bu li này có thể thay bi được. Và đây, bi của nó là 6203. Đây. Anh em nhìn thấy cái bu li chưa? Rất chắc chắn. Đây, chân đế này, các cái ốc để chúng ta bắt chân đế đã có sẵn hết. Giơ le ngắt lạnh để điều chỉnh này. Giơ le điện. Với cái bộ sản phẩm chế độ này gần như là đã đầy đủ chi tiết, anh em về chỉ việc ốp lên, lắp ráp, đưa vào dàn lạnh vào hộp là khá ok. Trong cái video lần này, vì em cần nói rõ hơn, chi tiết hơn cho anh em hiểu, bởi vì cái video lần trước em cũng có làm về bộ sản phẩm này nhưng mà chèn nhạc, thì có rất là nhiều anh em góp ý kiến cho em là lên nói chi tiết cụ thể để anh em có thể hiểu hơn. Vâng, vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái bộ sản phẩm, đó chính là cái bộ sản phẩm điều hòa Kia K165, K190, 2700, 3000. Cảm ơn anh em đã cùng bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu cần tìm hiểu, tư vấn, hỗ trợ về sản phẩm thì liên hệ với em theo số 0769086333. Bên em nhận lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Nam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn. Hẹn gặp lại mọi người những video kế tiếp. Em xin chào ạ.